Cường, ok. Hôm nay chúng ta sẽ coi chung kết chiến khu server chung ở cụm server mới. Đặc biệt là bên đây là 177 chạy 174 triệu lượt chiến. Ở cụm server mới nha, tôi xin nhắc lại là ặc này ở cụm server mới và 174 triệu lượt chiến là mẹ thằng này nạp kinh bị cứt cả hai thằng luôn. Thì chúng ta vô coi, một bên có chày, một bên không có chày. Hai bên đều bỏ phượng nha, bên kia bỏ phượng để chơi con điên bóng. Đâu con chơi con Tatsumaki. Và bên này bỏ phượng để chơi con chày. Thì chúng ta sẽ coi ai là người chiến thắng. Và tôi nghĩ là con điên bóng là thu gần như là 90% là thu do đéo có điên bóng. Tại vì out top đi trước luôn. Nhưng mà thu là do đéo có điên bóng mấy ông bạn. Con Tatsumaki này bóp xong Tatsumaki tự phản đam chết luôn. Đây, điểm yếu của Tatsumaki là con điên bóng. Đó, tự bóp xong tự phản đam chết luôn. Đó, mất một thanh máu rồi. Bóp 36 triệu đúng không? Hay là 3 triệu 6 vậy? À, 3 triệu 6. Rồi, con Tatsumaki tự quýnh tự chết luôn. Để coi thử là bạn chày của chúng ta gõ sẽ được bao nhiêu đam. Hiện tại là Phượng đã bị out khỏi meta. Phượng và với lại Zombie Man đã bị out ở server mới. Còn chút nữa chúng ta coi server cũ thì như thế nào. Uầy, mẹ con Tatsumaki bên kia nó bóp một lần 200 triệu. Ôi ơi, Tatsumaki nó bóp bên kia nó bóp một lần 200 triệu thì ông nội nào thở cho nổi. Tatsumaki với lại con Shiryu bên đây muốn chết rồi. Rồi, ok, 61 triệu, 94 triệu, 210 triệu, 284 triệu. Rồi, ok, chết được con G4. Mày cũng tắt xong bên này yếu quá mấy ông à. Tắt xong bên này yếu quá. Rồi chết xong nít nè. Bên đây còn một mình Shiryu. Vâng, bên đây chỉ đúng một mình con Shiryu thôi. Chẳng lẽ một mình con Shiryu giết hết tất cả sao? Điều có thể. Chết hết đồ hình, không phượng không hồi sinh luôn. Chẳng lẽ một mình con Shiryu bên đây đá hết đồ hình. Một phát 98 triệu, 120 triệu lượt đầu. 127 triệu, 277 triệu, 500 đúng không? Đúng rồi, đúng không vậy? Tôi đọc đúng không vậy? 86 triệu. Chưa, con chày vẫn còn 9 stat mấy anh em. Chưa, con chày vẫn còn 8 stat. Vâng, tôi coi thử con chày ram đây. Một phát gõ, con Boros chưa chết. Yếu với cước, đéo hiện đam luôn. Chưa mất giáp xám luôn. Uầy, bao nhiêu số đây? Combo Rod anti 51 triệu. Rồi, hai bên cân bằng về quân số rồi. Bên đây chênh lệch Combo Rod. Combo Rod bên đây trâu quá mấy ông à. Ôi, Combo Rod cùng 8 thanh máu xám. Mấy Combo Rod cùng 8 thanh máu xám quýnh mấy chừng nào mới chết. Rồi, Shiryu bên đây đá trước. 26 triệu. Đá liên tục, đá liên tục. Rồi, combo rớt chết rồi. Chạy đây, vâng vâng, đây là chạy. Bụp. Đủ đá được, muốn được 9 triệu. À, đồng của đầu này 9 triệu, sorry, đồng của đầu 9 triệu, sorry. Tính chửi. Quên, tính chửi thấy không mà. Đá được 9 triệu à. Đây rồi, con chạy có chịu được hay không? Con chạy gõ hay là con CPU? Đây, chạy ultimate đây. Bao nhiêu số đây? Mấy số, 3 số. Nó đánh được có 100 triệu rồi mấy ông à. Được có 100 triệu à. Chày gõ được có 100 triệu à. Phải cứt à. À đùi quá. Rồi bên đây cùng con Shiryu 10 tên tích cuộc chiến quá. Shiryu. Rồi một đá. Bạc đồ hủ đầu. Bạc. Rồi mấy chừng mấy lớp đây. Rồi hai bên đồ hủ đầu không hết à. Bây giờ chuẩn bị đá skill nè. Rồi chuẩn bị đá skill nè. Shiryu bên đây đi trước. Ồ, chạy đi trước luôn à. Uầy, mày nó gõ một lần 4 chấm máu luôn à. Rồi, Shiryu bên đây chết. Rồi, Shiryu bên đây chết. Còn con chày quýnh lại con Shiryu. 5 giam mũ xám, 1 gõ bao nhiêu đam? 1 gõ bao nhiêu đam? 148 triệu. Uầy. Uầy, 148 triệu. Uầy, vì sao mà thua? Con này còn siêu bất khuất, con này còn siêu bất khuất. Con này còn bất khuất rồi, thôi đi rồi, xui chịu.
Ơi xui chịu bạn ơi, xui chịu. Cái này xui chịu, nó còn bắt khuất, xui chịu. Ôi má, nó gõ mạnh vậy cứt mèo mà. Cái này là do, cái này là thua do cái lúc đầu á, con Shiryu bên đây bị con Tatsumaki tạt vô siêu bắt khuất sớm quá. Đau lộn, tạt vô bắt khuất sớm quá, cho nên là con Shiryu bên đây mất một lần bắt khuất rồi. Con Shiryu bên đây còn hai lần bắt khuất luôn, con chạy gõ hai phát con này vô hai lần bắt khuất luôn. Hoài, mày xui cho bạn. Rồi ok, đấy, nói chung là con Shiryu hồi nãy là 5 chấm máu xám mà con chạy gõ một phát vô siêu bắt khuất luôn là mày là đỉnh cao võ thuật lắm rồi đó mấy anh em. Rồi chúng ta sẽ coi trận của game 2 bên thằng này có chạy không. Ôi thằng này cũng 128 triệu lượt chiến có chạy. Ok chúng ta sẽ coi. Bên đây là vừa có chạy còn vừa có phượng luôn. À mà đéo có sủi rồi, đéo có sủi rồi đi bụi rồi. Ok. Ok ông bạn này là server 447 và bỏ con sủi ra để chơi con chày làm đam chính, thì chúng ta sẽ coi thử con chày làm đam chính thì sẽ gánh được hay không. Tôi nghĩ chắc chắn là câu trả lời sẽ là không rồi, tại vì mẹ con chày nếu làm đam chính được đâu mấy ông à. Con chày này không làm đam chính được. Với lại một điều nữa là con Tatsumaki của ông này yếu bị cứt thiệt. Con Tatsumaki của ông này yếu vãi. Con Tatsumaki này đúng kiểu vô để kích nội thương thôi luôn á, để phá nội thương nữa. Hoài mẹ 200 mà mạnh vậy. Ồ con chày trụ, con chày trụ nữa một lượt luôn mấy ông mà ao đứt luôn rồi. Hoài mẹ nó boost 100% rip luôn. Ồ 21 triệu à, tụi nó 200 cái số nó dài quá mấy anh em. Số nó dài quá, số nó dài quá. Hoài nó gõ phép chết điên bóng luôn hay thiệt chứ. Ủa sao nó gõ đồn phủ đầu đam to dữ ta? Được, điên bóng còn chơi mầm nè, hai bên đều chơi điên bóng hết mà. Rồi trận này có thứ này có chày không? Coi luôn. Ok không chơi chày, bị ao được chí. Ấy, thì nói chung trận chung kết này cô khá là hay. Ao thua 20 triệu được chiến. Hai bên đều chơi đồ hình không hồi sinh và chiến thắng khá là hay. Hay cực. Cái độ con Tatsumaki bên này mạnh hơn, nhưng Tatsumaki bên này mạnh hơn, nhỉnh hơn một chút. Rồi, ok.